Bên thưa anh chị và các bạn, Minh Toàn đang ở tại bãi biển Bãi Cháy. Và đây là cái bãi tắm Bãi Cháy mới của biển Bãi Cháy của Hạ Long, Quảng Ninh. Và bây giờ nhiệt độ tuy là 17 giờ hơn, nhưng nhiệt độ ở ngoài trời bây giờ đang là khoảng 31-32 độ C. Về biển Bãi Cháy thì là một trong những cái bãi biển khá là đẹp ở Hạ Long. Khi mà anh chị mà về với Hạ Long, bởi vì biển Bãi Cháy là được hút cát là cát trắng, nên biển làm cho nước biển rất là trong chứ không phải là cát vàng để làm bãi biển có lúc trong lúc đục, nhưng mà biển Bãi Cháy thì là cát trắng làm cho bãi biển rất là trong, nước biển rất là trong và sạch sẽ. Đợt trước thì Minh Toàn có một số cái video nói về biển Bãi Cháy, nhưng mà hôm đó quay thì trời mưa nên mà nó cũng rất là nhiều rác, sau cơn bão thì rất là nhiều rác. Thì nhiều anh chị bảo là bãi biển Bãi Cháy rất là bẩn, nhưng mà thực tế thì về biển Bãi Cháy thì được chăm sóc và được các đơn vị môi trường làm rất là cẩn thận. Đây là một ngày thường thôi, không phải là ngày lễ, mà biển Bãi Cháy có thể nói là khá là đông. Đây, anh chị nhìn thấy khá là đông. Nơi đây thì cũng rất là nhiều trẻ em về đây tắm và chơi các cái trò chơi. Đi biển như thế này thì các anh được rửa mắt rất là nhiều luôn. Thank you.
Đấy, có cả chòi bảo vệ. Bảo vệ đây là để cứu hộ, cứu nạn. Những ai mà bơi ra xa quá hoặc là những ai mà cần cứu đuối nước thì là người ta cứu hộ. Xa xa tận đầu kia luôn. Yeah.
Nào, tí lên lạnh về luôn. Thôi video này mình toàn xin phép dừng ở đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Để là người đầu tiên được xem những video mới thú vị về bãi biển Bãi Cháy nói riêng hay là các bãi biển ở trên toàn quốc, thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn cái nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được xem những video mới thú vị của kênh. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo.